nhà tàng hình nằm gần ga tàu điện ngầm Richmond này. Do kiến trúc sư Alex Hall thiết kế, công trình có chi phí thực hiện ước tính từ 1,1 triệu đến 1,6 triệu bảng. Mặc dù người qua đường không thể nhìn vào bên trong ngôi nhà, nhưng những người ở trong căn hộ lại có thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài nhờ phần tường được làm từ những tấm gương một chiều. Khi hình ảnh căn nhà tàng hình được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội, một người đã bày tỏ sự ngạc nhiên và cho biết họ thậm chí không nhận ra nó dù đã nhiều lần đi ngang qua công trình này. Những người khác thì nói vui rằng chủ căn nhà tàng hình có lẽ phải mất rất nhiều thời gian và công sức để giữ cho những tấm gương luôn trong tình trạng sạch sẽ và sáng bóng.